Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ DFC mới đây đã ký cam kết khoản vay song phương trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho kỳ hạn 7 năm Khoản vay tương đương 7.200 tỷ đồng này sẽ là nguồn bổ sung tài chính quan trọng giúp ngân hàng củng cố nền tảng vốn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động tài chính bền vững, bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ và chuyển dịch danh mục đầu tư xanh vào các hoạt động chống biến đổi khí hậu, công nghệ phát thải carbon thấp tại Việt Nam lệ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của tổng thống hoa kỳ joe biden tới việt nam là một minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác tích cực của hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực ngày càng được thắt chặt hơn nữa